Thưa quý vị, thời gian qua, những chuyến đi thiện nguyện, những xuất quà kịp thời đến với người nghèo, sự chung tay đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh đã trở thành nét đẹp truyền thống của cộng đồng doanh nhân Đà Nẵng. Nét đẹp ấy càng lan tỏa và đáng trân quý hơn khi các doanh nghiệp đang phải gồng mình vượt khó sau dịch COVID-19 vẫn tích cực tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng. Với chương trình Nồi cháo yêu thương, cứ vào mùng 1 âm lịch hàng tháng, các chị trong Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố Đà Nẵng mang những suất cháo tình thương đến với các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Để có hàng trăm suất cháo ngon kịp mang đến cho bệnh nhân, các chị đã tất bật chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm, từ việc cẩn thận chọn mua thực phẩm đến sơ chế nguyên liệu, nấu và trao tận tay bệnh nhân. Chương trình đã thu hút nhiều nữ doanh nhân tham gia với 600-700 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân mỗi đợt. Mà thấy cái chương trình này em thấy rất là thiết thực, giúp tất cả cho các bệnh nhân như chúng em là vừa có tinh thần mà vừa có một phần tuy không lớn nhưng mà cũng là giúp được cho chúng em rất nhiều về kinh tế. Với cái tình cảm mà chị em cũng đã từng đến bệnh viện này chia sẻ với những cái bệnh nhân ung thư thì qua đó chúng tôi thấy là nên làm một cái chương trình thiết thực để mà đưa những cái tô cháo vừa chất lượng tới với những bệnh nhân ung thư vào ngày mùng 1 hàng tháng. Và từ đó chị em chúng tôi cùng phối hợp với nhau để đi đến đây để mang một cái thông điệp là có cái sự sẻ chia, sự cảm thông và mong sao những cái việc làm ý nghĩa như vậy sẽ là từ trái tim chạm đến trái tim và mong cho những bệnh nhân đó họ có thêm một cái động lực để họ vượt qua những bệnh tật. Chưa thể thống kê hết những đóng góp của các hội, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân Đà Nẵng cho hoạt động thiện nguyện này. Chỉ tính riêng Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, hội và các doanh nghiệp hội viên đã dành hơn 7 tỷ đồng cho công tác này. Trong cái lúc dịch bệnh nó xảy ra thì khó khăn đến thì khó khăn chung, nhưng mà các tấm lòng anh chị lúc này thì cũng hướng về cái mọi người nên cái nguồn lực anh chị đóng góp rất là lớn. Trong lịch sử 20 năm thành lập doanh nhân trẻ, đây là một cái đợt vận động rất là lớn về mặt tài chính và cũng như là sức lực con người. Là tổng số tiền sau khi hội thống kê lại thì đến ngày hôm nay là tổng số tiền đã huy động đóng góp cho cộng đồng các anh chị chia sẻ là hơn 7 tỷ đồng, trong đó có tiền mặt, các nhu yếu phẩm và vật chất mà rất là nhiều thiết bị y tế. Trong cái bối cảnh hiện nay mà sau cái dịch bệnh hiện nay là bão lũ tới thì chắc chắn rằng Hội Doanh nhân trẻ cũng như là các anh chị doanh nhân trẻ trong hội sẽ là tiếp tục đồng hành cùng chia sẻ cái nguồn lực với xã hội, đặc biệt giúp đỡ bà con trong những giai đoạn khó khăn sắp tới. Hai hoạt động nổi bật nhất của cộng đồng doanh nhân Đà Nẵng vừa qua là triển khai các cây ATM gạo dành cho người nghèo bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, hỗ trợ kinh phí và trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19 cho ngành y tế thành phố. Tùy theo đặc thù ngành nghề, các doanh nghiệp đã có những đóng góp thiết thực. Bùng phát dịch lần đầu tiên và lần gần nhất đây là lần thứ hai, thì những doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp mà hoạt động trong lĩnh vực du lịch gặp rất là nhiều khó khăn trồng chất khó khăn. Tuy nhiên, doanh nghiệp trong ngành du lịch cũng đã có những cái hoạt động để mà đồng hành cùng thành phố. Như đợt rồi thì doanh nghiệp của bên mình cũng đã có những chương trình như là những cái chuyến xe đồng hành để đưa đón đội ngũ y bác sĩ cũng như bệnh nhân miễn phí, và cũng như là có những cái hoạt động đồng cùng với hội doanh nhân trẻ như là ATM gạo. Doanh nghiệp Đà Nẵng đã và đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nền kinh tế thì cần nhiều thời gian để hồi phục. Song cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng vẫn nỗ lực đồng hành, duy trì các hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Và hiện tại, trong bối cảnh mưa lũ hoành hành, gây nhiều thiệt hại cho khu vực miền Trung nói chung, Đà Nẵng nói riêng, nhiều doanh nhân cho biết sẽ tiếp tục tổ chức những chuyến đi, hành trình thiện nguyện trong những ngày tới để kịp thời hỗ trợ cho các địa phương, người dân nghèo vùng lũ.